Bộ này có học mà viết chữ nam mà viết cũng sai nữa hả? Luôn á. Hả? Đã viết sai rồi còn viết dài dòng nữa. Nữ thì viết là nữ đây. Viết là vợ nam. Ủa? Vợ nam ai không biết là nữ? Chị không biết. Chú làm gì mà vô gần nhà như vậy chú? Vợ nam. Nữ thì viết là nữ. Vợ nam là gì? Nam là gì? Nam mà viết còn sai chính tả nữa. Ừ chú không học với anh nè. Quê mình là nữ. Ben là nam. Chú ơi là chú. Một người đàn ông da đen bị lạc trong rừng. Trời nắng gắt khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy một đồng cỏ khô. Thượng đá ơi, hãy cứu tôi. Ta cho con ba điều ước. Dạ, con ước liền. Điều ước thứ nhất là con muốn được làm một người da trắng. Điều ước thứ hai là con muốn lúc nào cũng có một người phụ nữ trong lòng. Và điều ước thứ ba là con muốn lúc nào cũng có nước để uống. Ok. Hả? Ai hút đi mà. Thời gian không còn ý nghĩa gì cả. Nếu mà chậm hơn thì ông không ấy lọt vào tin tức chiều nay đâu. Chứ thôi, tôi suy nghĩ lại rồi. Bữa nay tôi không có hứng nhảy nữa. Hẹn chú em ngày mai nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Mất thời gian của mình cả buổi luôn á trời. Nào Trăng khuyết. Trăng không biết. Sao lại Trăng không biết? Trăng khuyết. Trăng không biết. Trăng khuyết. Trăng không biết. Trăng khuyết. Trăng không biết. Trời ơi. Nói lại nào. Trăng khuyết. Trăng không biết. Sao cứ chẳng không biết thế? Không biết ngờ. Trăng khuyết. Trăng không biết. Trăng. Trăng khuyết. Không biết. Này. Kumana hadrasa sakit. Trăng. Trăng khuyết. Khuyết điện. Trời ơi. Con nè, nếu có một túi đạo đức và một túi tiền ở trên đường thì con lụm cái túi nào? Chắc chắn là con sẽ lụm túi tiền rồi. Vậy hả? Nếu là ba hả? Ba sẽ lụm cái túi đạo đức chứ không có lụm túi tiền đâu. Ủa mà sao con lại muốn lụm cái túi tiền? Tại vì con nghĩ ai thiếu cái gì thì lụm cái đó thôi. Ủa? Hả? Con đi đâu mà. Tao đẩy ra ngoài mày còn chửi ra thiếu đạo đức hả? Tôi quá mệt mỏi với bà rồi. Tôi không muốn sống với bà nữa. Vậy thì ông đi quất mắt tôi đi. Được, tôi sẽ đi. Tôi sẽ ly hôn với bà. Đi thì đi vậy. Mẹ chào con. Mẹ chào con. Sao ba với mẹ cứ gây lộn tối ngày vậy? Mà ly hôn là cái gì vậy ba? Hả? Ly hôn là uống rượu á mà. Ủa vậy chứ con có thấy người ta lúc uống rượu người ta đưa cái ly vô cái môi này không? Thì nó giống như hôn vậy đó. Là hôn ly đó, ly hôn á chứ gì nữa. Thì ra là vậy. Thôi ba buồn quá, ba đi chút xíu ba về. Ba đi về sớm để xin lỗi mẹ đó, gây lộn hoài. Thằng rể trời đánh gì chứ. Nè, thằng chàng rể mới của bà sao rồi? Tất cả đều được, chỉ có một tội là không biết đánh bài thôi. Hả? Kìa, đó là ưu điểm của nó mới đúng chứ. Ưu điểm cái con khỉ. Khuyết điểm thì có. Thằng quỷ mà không biết đánh bài mà cứ nha tâm đầu vô đánh à. Làm tôi thua muốn tụt quần luôn á. Trời ơi. Hai mẹ con của bà đi nếu chắc tôi xúc quần thì có. Thiệt luôn á. Dẹp mẹ hết đi. Đồ ngoại với đồ nội đồ nào tốt hơn vậy bà? Đương nhiên là đồ ngoại tốt hơn rồi. Vậy cũng hổ chứ trời. Mẹ ơi, ngày mai bảo ông ngoại đi họp lớp cho con nha.
Sao lại ngoại? Tại vì đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà. Ngoại có uy tín hơn thì nếu không bị bán vốn. Con học tào lao rồi con sợ bán vốn chứ gì? Nội ngoại gì vậy? Có liên quan gì chứ?